Kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đều chung hình thái thời tiết nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ. Riêng khu vực Trung Bộ nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với mức nhiệt lên đến 38-39 độ. Ngoài ra, độ ẩm trong không khí ở cả hai khu vực này cũng tương đối thấp, chỉ trong khoảng từ 50 cho đến 65%, vì vậy sẽ cảm giác nóng rát, khó chịu hơn khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Dự báo, từ đêm mai 27 đến 28 tháng 8, khu vực Bắc Bộ khả năng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 40 cho đến 70mm, có nơi thì trên 150mm. Tương tự, ở cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày Chủ nhật, nắng cũng diễn ra từ sáng đến chiều, với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 29 cho đến 35 độ. Nền nhiệt tăng lên, theo đó chỉ số tia UV ở cả ba miền cũng đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất là cao. Vì vậy, để bảo vệ cho da và mắt, quý vị nên hạn chế đi ra ngoài trong khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều, bởi đây là thời điểm cường độ tia UV mạnh nhất trong ngày. Đồng thời, trước khi ra ngoài, quý vị cần thực hiện các biện pháp chống nắng như mặc áo khoác nắng, đội mũ hay là đeo kính râm. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm từ 80 đến 90%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh, không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.